Thầy chùa ăn thịt chó và sự thật về quá khứ, sự cổ súy cầu view của các YouTuber. Liên quan đến việc trên mạng xã hội YouTube tràn lan những video về thầy chùa ăn thịt chó, gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Theo một nguồn thông tin cho hay, nhiều cơ quan chức năng huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp vào cuộc để điều tra, xử lý về những cá nhân có liên quan đến những video này. Thượng tọa Thích An Thường, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi vừa cho biết, đã có báo cáo gửi ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về kết quả xác minh người đàn ông tự nhận là Đại đức Thích Tâm Phúc và xưng là trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương được đăng tải nhiều trên các mạng xã hội Facebook, YouTuber. Cụ thể theo báo cáo, thời gian qua, dư luận xôn xao vì trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện những đoạn clip về một nhà sư tự nhận là Đại đức Thích Tâm Phúc. Người này thường xuyên nói năng tục tĩu và phát ngôn nhà sư nhận tất cả các loại thịt động vật, trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khiến Phật tử bức xúc, phẫn nộ. Theo xác minh, người đàn ông trong video chính là Nguyễn Minh Phúc, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hay mặc áo tu sĩ Phật giáo, ăn các loại thịt trong đó có thịt chó. Thậm chí ở một video, ông Phúc vừa bê bát, gắp miếng thịt vừa nói, thầy chùa ăn thịt chó cực kỳ ngon, quá xá là ngon. Ở một khung cảnh khác, ông Phúc nói, vẫn ăn thịt cá bình thường, chỉ rằng mùng một các thầy ăn cùng Phật tử là ăn chay, riêng một số chùa ban ngày đãi Phật tử cùng đãi đồ chay, nhưng các thầy cũng có ăn mặn bình thường. Nghiêm trọng hơn nữa, ông Phúc còn được ghi lại cảnh đánh nhau, phát ngôn rằng người tu cũng được ăn thịt chó để đạt nhiều lượt xem view và thích like trên YouTube nhằm mục đích kiếm tiền. Ông Phước còn xưng thầy ở trong đoạn video. Rất đông các YouTuber đã liên tục đăng tải hàng trăm đoạn clip ghi hình ông Nguyễn Minh Phúc cùng những phát ngôn, việc làm phản cảm của người này. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hơn 500 video đăng tải xoay quanh câu chuyện nói trên. Liên quan đến việc phát tán các clip có nội dung xuyên tạc lên mạng xã hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi cũng đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, xử lý những kênh YouTube đăng tải các clip phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc trái với truyền thống và xuyên tạc Phật giáo theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cũng kiến nghị Sở Thông tin Truyền thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý các kênh YouTube đã đăng tải các video clip phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo, xuyên tạc Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc. Hiện tại đã có 5 YouTuber được mời làm việc và đề nghị thực hiện việc tháo bỏ thông tin không chính xác, trong đó có hình ảnh đánh nhau, dùng lời lẽ tục tĩu. Qua xác minh, đối tượng Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ Phật Pháp, căn nhà số 174-13A, ấp Láng Cát là nhà người này để ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoàng Pháp Trung ương. Địa chỉ này trước đây có đăng ký thành lập 6 doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Phúc làm người đại diện pháp luật nhưng không hoạt động. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi tất cả giấy phép thành lập doanh nghiệp tại địa chỉ này. Thượng tọa Thích Trần Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Minh Phúc, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, có đến chùa Hoàng Pháp xin được ở lại chùa cũng như xin chùa giúp đỡ việc ăn học vì hoàn cảnh gia đình của Phúc khó khăn. Với tinh thần từ bi của đạo Phật, chùa đã nhận Phúc vào chùa ăn học. Trong thời gian ở chùa Hoàng Pháp, chú Phúc có quy y Tam Bảo, lấy pháp danh là Tịnh Phú. Sau 3 đến 4 năm, chú Phúc trở về nhà, nhà chùa cũng không biết chú Phúc làm gì. Một thời gian sau, chú Phúc có nói là thăm một số chùa ở nhiều nơi, sau đó chú Phúc tự cạo đầu, tự mặc pháp phục của người xuất gia và tự đặt tên là Thích Tâm Phúc. Đồng thời chú Phúc còn tự nhận là trụ trì của chùa Hoàng Pháp, tự in danh thiếp cho mình. Khi biết được sự việc, chùa Hoàng Pháp đã lên tiếng thì người này bày tỏ sự sám hối, đồng thời hứa sẽ không tái phạm, Thượng Hòa Thích Trần Tính nói. Ông Phúc rời chùa đi hết chỗ này tới chỗ kia, sau đó trở về nhà dựng lên ngôi chùa Ngũ Trần Tử, chính là căn nhà mà người mẹ của ông Phúc đang ở. Thượng tọa Thích Trần Tính có liên lạc với Phúc nói không được lấy tên Hòa Thượng Ngũ Trần Tử để đặt cho chùa của mình. Phúc sau đó đổi tên chùa của Phúc là Ngũ Trần Tự, chỉ khác một từ. Trưởng phòng văn hóa huyện Củ Chi cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã chỉ đạo đơn vị xuống nhà ông Phúc và yêu cầu tháo dỡ các bản hiệu treo tại nhà ghi là chùa Hoàng Pháp Trung ương và tượng Phật. Khi cơ quan chức năng xuống xử lý, người này cũng đã chấp hành tháo gỡ. Khi hỏi về giấy tờ, thì ông Phúc cho biết đang trong thời gian chờ làm giấy tờ. Do người này không có giấy phép hoạt động nên cơ quan chức năng không cho phép hoạt động ở địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cũng đã triệu tập nhiều cuộc họp với sự tham dự của đại diện các cơ quan chức năng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin và Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Trung cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi để xử lý. Ngoài ra, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã xác nhận các giấy tờ tu học của Nguyễn Minh Phúc đều là giả mạo do người này tự làm. Các huân chương, huy chương, bằng khen của Trung ương qua tra xét danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua, khen thưởng không có tên ông Nguyễn Minh Phúc và cơ quan chức năng khẳng định do ông Phúc tự làm giả. Các YouTuber có đang tiếp tay cho hành vi sai trái? Từ những video thầy chùa ăn thịt chó có thể thấy rằng, các YouTuber đang cổ súy cho những hành động trái với đạo đức xã hội.
Chưa hết, ngoài ra còn có rất nhiều video chứa các nội dung bạo lực, đánh đấm kiểu giang hồ, tự làm nhục bản thân, ăn thịt động vật quý, mua bán súng, vũ khí nguy hiểm, thậm chí có những kênh còn cố tình hớ hênh, ăn mặc khiêu gợi để câu view. YouTuber về bản chất là những người làm clip mang nội dung sáng tạo để chia sẻ cho cộng đồng. Vậy nhưng, có một bộ phận các YouTuber lại sáng tạo ra những clip phản cảm, gây hại, lố bịch. Những đoạn video triệu view có thể mang về cho các chủ kênh số tiền lớn, nhưng liệu họ có vui vẻ với số lợi trên khi nhận không ít lời chỉ trích của cộng đồng mạng và tiếp tay làm suy đồi văn hóa? Thời gian gần đây, Google cũng mạnh tay trong việc xóa sổ các kênh YouTube có nội dung không lành mạnh. Riêng YouTube đã có chính sách tắt tính năng kiếm tiền đối với các video, các nội dung và tiêu đề có nội dung phản cảm, bạo lực dù lượt xem lên đến hàng ngàn hay hàng triệu view. Đây là cách YouTube hạn chế những video mang tính tiêu cực. Một con số không nhỏ là có đến 8.000 video độc hại đã bị ngăn chặn và gỡ bỏ trên YouTube theo yêu cầu của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2019 sau quá trình làm việc với đại diện Google. Tuy nhiên, lượng video độc hại mới vẫn tăng lên từng giờ. Điều đó cho thấy, dù chính sách của YouTube có chặt chẽ như thế nào đi nữa, thì vẫn không thể rà soát kịp thời hết tất cả video mang tính phản cảm thuộc về phạm trù đạo đức, chẳng hạn như chuyện YouTuber đổ trứng, đổ nước mắm lên đầu mẹ để câu view. Do đó, người xem có vai trò rất lớn trong việc ngăn chặn tình trạng này. Mối tương tác giữa các YouTuber và người xem là mối quan hệ cung cầu, có cầu mới có cung. Tâm lý người xem luôn cảm thấy tò mò, thích thú với những nội dung mới, độc, lạ và sẵn sàng nhấn chuột vào xem, thậm chí chia sẻ những nội dung xấu chỉ vì thỏa chí tò mò. Dù không có ý cổ súy, thậm chí người xem còn lên án các video câu view bẩn, nhưng hành động nhấn chuột vào xem, chia sẻ các đoạn video xấu đã gián tiếp lan truyền những nội dung gây hại đến cộng đồng. Những mối nguy khôn lường từ các video bẩn trên YouTube. Một điểm chung của nhiều video bẩn và nhảm nhí trên YouTube đó là thường có rất nhiều lượt xem, nhưng lượng lớn người xem là trẻ em và trẻ vị thành niên. Một nguyên do khiến những video bẩn này thu hút nhiều trẻ em là vì chúng thường có tiêu đề khơi gợi trí tò mò và hình ảnh đại diện được thiết kế một cách bắt mắt, để ngay những trẻ em chưa biết đọc khi xem YouTube cũng cảm thấy tò mò và hấp dẫn để bấm vào xem. Dù có nội dung bẩn và gây hại cho trẻ em, chủ các kênh YouTube này thường không bật chế độ giới hạn trẻ em cho video của mình, vì điều này sẽ khiến giảm lượng tương tác của video, từ đó sẽ giảm lượng xem của các video này. Do vậy, không quá khó để bắt gặp những video với nội dung bẩn và nhảm nhí xuất hiện ngay trên trang chủ YouTube hoặc ở các khu vực gợi ý. Nếu để trẻ em và thiếu niên tiếp cận với những video bẩn như video thầy chùa ăn thịt chó trên YouTube sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, khi những đứa trẻ đó còn ở độ tuổi thích khám phá và chưa đủ nhận thức chín chắn.